Chắc xong cổ rộp nâng chùm điệp xua, tôi đã xin kết chân mình dùm chân đài công phong tại tạm đàn tết xin á, tạm rồi dạ tôi tụ bi thị ví. Và cùng với một chụp lục nẹ xa chỉ thamay tạm bê về lia nâng mong đã đáy nâng khăn cao vị thị dụp chân thằng ngày đi. Cảm vị thị dụp chân thằng ngày đi riêng ra thằng ngày trong sắp đá tại đại chụp nâng chung bằng đẹp xa hay nâng chung lực làng nâng vật thiên bọt thamay thamay tệ tông tình nâng dụp chân lượng màu bóng hàng chung lục nẹ. Hay nâng vẹn đầm bông này cảm vị thị dụp chân thằng ngày đi, dường nâng miên nâng vật xa đọc bông khu rồi bỏ xâm đại kẹo mùa hà xe nà bạc đầy đi chô hồn sáng. Nhưng dù rõ bằng trái này bệnh đi trên trạng Campuchia, đại lực láng vẹn bọn tình nâng cao bản đồ bản đá thuần thiên mô nụ chi vì xe nâng không sắp đá này dường bắt đầu từ lỡ thuần thiên phần này chủng điên và chạy kể tế. Xôm chủng điệp chung đại thang nâng không sắp đá này. Qua tầm miên đọc bông khu rồi bỏ xâm đại kẹo mùa hà xe nà bạc đầy đi chô hồn sáng bàn ảnh chơi. Chia thập đầy nâng không bị thi và cô sở nhạc bắt chút đó này sất thân nạ ủ đông và sạc xá. Nơi vị trí sạc thang chết đo từ bì. Chà cư nơi không nốt miên vị trí sạc thang chết bắt đầu mặt đà bạc chạy kẻ tế. Đài miên nị sất nâng cổ rụ nị sất bạc chạy kẻ tế. Bạn bình chọc ca sạc xá dọc tầng ở chương phạm bọn nè. Hồi không nốt đáy có sạp đà nị được nế. Sạp đà đi chỗ còn chơi chìa thập đầy nơi không bị thi bạc cô sở nhạc bạc. Chúng ta đã nị sật nơi vị trí sát thân và chạy cả vị trí Campuchia cho chất pram quan nẻ đáy hơi khăn ngọt cả nút. Có miền xâm phốt đã ở pra chiếc lời ca nơi ở kia sạc xa thông mây chụp nguồn bì khăn ngọt phong đài. Nơi khăn ngọt sạp đàn ní dương bắt đầu tờ lờ bật sát bóng xâm đài đi chỗ để bàn lực lang cao vị ngay tìm mà phải pram bì khai cùng phẹt cả lòng tớ. Nơi đang sạp đàn ní tay mà đón. Xâm đài đi chỗ bàn lực lang vẹt quan tên nâng cao bận đồ bận đa nơi thôn thiên mà đ sắp đặt bình chạy bẹp bọn tên đường chùm niên và chạy kể tế. Cứ chia chùm niên, trở nâng đồng rơi ca chăm bạch này sẵn cung bạch bón. Đại dương trở bóng ca nâng bổng rừng ở căn tay lọ và xa thaym tiết. Hơi khăn nút ca bận đồ bà đa chùm niên vì chi chi vẹn ní cư miên đồng rơi ca căn tay thông đái. Từ bà rị rọt tháp bị bà đã chênh nơi cô nội dụ bài ở cơ xung ca nghe nâng sát thạp bàn bẹp bọn. Thơ ca bận đồ bà đa từ lỡ chùm niên vì chi chi vẹn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mình miên chụp này thả vì cả tế thaym tặng phát đọc ra ổ phát thăm bằng thaym hay. Còn ông nó có sắp đạch xin là ở miên cả chạp rõm từ lời chụp ní vì chi vẹn đồn tà đài. Chẳng ní kì chia chụp nội sống khắn đài và mục thả được nguồn bàn lực láng. Nơi khăn ông ổ cả này cả bà cô sở nhạc bạc chung tự đo nị sật này vì chi sát thang chết bằng đồn bằng đào bà chạy kế tế. Chẳng hai cả thả ân thi thị ai. Hồi khăn ông nó vẹn bọn từ nâng sẽ cái đầy trời cá nơi thôn thiên phần này bà chạy kế tế. Đại chỉ phần này mỗi đó sầm khăn nơi khăn ông cả chùm rôn tự đo cả áp hi bọt bà tế chuyện đi. Nhưng còn miên nơi bà xa đó không phô rồi bỏ sầm đại đi chỗ. Đại bàn lược lăng nơi trong chùm đợt như đấy. Xô mình chơi tết sát đôi cho tới. Hãy lấy đi. Đồng rơi ca này bà nhà hai bà chạy cái tên căn tại thông. Căn tại miên đồng rơi ca khăn nè. Rồi mà phần này đồng rơi ca khăn ông sóc đã có bông viên sẵn. Bàn tay mà phần này tiết ca tiết tiên viên này dụ đã bây ơi mà càng tỉ đi. Phở sân bờ dương các miên thôn thiên mà nó không còn. Hoa là kỳ tí. Cứ dương màn hai tật tui chúc chí nó không ca tiết tiên vì nếu cân màu tỉ. Trời chăm mà chú bác màn mến đại chênh cô đau thật đọc sai cả nghiêng bắn này. Cả nghiêng bắn nó. Đói màn sáp sáp nâng sai sẵn quá. Nơi ca happy world cực chung chú rồi. Đại miên lẹ khả năng chưa bỏ hô với xài chưa có khăn mà cổ rồi bỏ huyền đối chưa bà đại đàn cổ đồng đọc sau đây ông bí bà nhà hà sân thịp hiếp đại vì chưa cắt ta thì nìa chú bỏ thì nìa cổ thì nìa đàm bây ca hạp vọt nộp đi mên bà tên là tại vì nì dục chỉ mỗi nâng vật tế đã không nguyên sang được kiếp hay không nguyên sẽ thấy được kiếp này dùng bài tế ọt tế. Hỏi mà phải thiết kế có trang mơ lùng hồ sẽ dùng bế ba nhà hà tìm xa nơi càng càng đòi càng bị chi miễn cách prom riêng khăn ông cọp khăn à diện đã hào hà thả hà sát tà nông hà sát tà
Campuchia có chỉ hát lệ khay nơi khnông cách prom priêng nơi phiếp chế đại cú sẽ tự cách cốc chôm trôi để hai cắt thả sập. Campuchia cư trường đại cú vẫn nơi chức cam sửa đây ở viên Campuchia chân ở viên Campuchia nâng cổ rơi gần thuộc hai nơi mình dù vô man tì dương nâng cho hát lệ khay lớn cách prong kriêng bên trên cam sở đây ở viên Campuchia nâng Ả Rập Thêm Ả Rập dương có cổ phong tay riêng trong luôn đang bay vô cách prong kriêng bên trên cam sở đây cho mỗi vật tế môi trường nguồn thiên hai Ả Diên có cổ phong tay thua cách prong kriêng bên trên cam sở đây ở viên Ả Diên cho mỗi nâng xa phía vô rộng dương nơi miên tiếp sát ở Tây Tiết đầy dương hai từ ruồi đôi chân này mình nói anh con tay chưa phải nhà đánh đời lại là bỏ tiếp xa cả một chiếc đi tại miên một nụ phụ phân thẳng đọc liên đẹp đi dương miên một nụ đầy dương trâu ở cốt bởi trên nâng chỗ từ căn tiếp xa nấy một nụ rộng quan liên đẹp rộng quan liên đẹp đầy dương trở khơi dương trở khơi đối với các bạn đọc và đọc cái tế vì chưa chỉ vẹn này căn tại miền đồng bằng cả căn tại thổ đối với hai ban chỉ riêng ra tháp ba ban đã tranh câu đây và cô lấy hoa luôn chặt chẽ làm bây giờ nuôi cá và đọc và đọc nơi du chuyên du bên này đi cây cỏ trồng luôn mà liên bằng xe nè đã vật tốt nên được thật lẽ phía trên màu nông cửa xuống càng nghe nó bắt đầu vào đá chứ như chế chú vẹn ta đã thật vật tốt nông nông trong cả ban chạy tay mơn hơi vì chế chú vẹn đôn ta có trái ban thật thua ca bắt đầu vào đá đã nâng đất nóm đau cửa xuống và bắt thò vào chất xa lập phạm hãy đại thái thơ ca xâm rõ xâm rôi chứ mỗi nâng cửa xuống khó bụng กระทรวงการเงินนั้นบ่ได้บดาชีวิตชีวะอัมพีมูลฐานในการบดาบดาเพราะว่าให้ชื่อกระทรวงวัฒนธรรมเป็นชื่อศิลปะอาจเงินรัฐเพียบแต่เลือกตีตั้งมวยจํานวนโดยเฉพาะที่กรมทรัพย์ปิ้งในซีมเรียบปัจจัยนักแพทย์มวยจํานวนที่มหาชีพกระทรวงขวัญว่ากระทรวงขวัญกระทรวงกับให้แต่เลือกการเพิ่มเพื่อแต่เลือกกระทรวง การเงินของเราประดาชีพเวียแต่ของน้องไอ้ดาวเบิร์ดสำเพ็งกับบ้านคืนบ้านเลือกล้างแต่ท่านจะมวยนักการดอลระบอบจบแต่เลือกสลาของเราประดาวิชีพเวียนักไอ้ไข่เซนุก ตัวแต่สิ่งชนประสาทอกปงพูดบอสมได้ดิโจนอยู่รอมตรัยได้บานบังฮันปีการโยชตุกดะอย่างคลังแต่เลอทนเทียนจุ่มเนียนจ้ะน้องนู้ยังเคยทากฤษฎาอุดมศึกษาระบอยเยื้องแต่งรอดแต่งไอกิจชนบานบดอมดาเนอทนเทียนปีเหมือนชั่นน้ำแต่เหมือนชั่นน้ำจากคือบานโจลแต่การตีปสาการงี้จิจารันปัตตาเอาไว้ได้จีจงมวยเตี้ยยังมือคืนเปียปอนแต่หนึ่งกะอภิวัตระบอบประเทศยังเลื้อนก็ยังตรการในแนวจุ่มเนียนไปใจกันเตชารันได้ปัจจุบัน นี้ยังมีในกฤษฎาอุดมศึกษายังมีในมิชชั่นดอลบันดาแต่เลยจุ่มนิ่งยี่จุ่มแบบปัจจัยกติชราอันหายโดยซาไตตีปซาการเงี้ยก่อนละอ๋อหายประเทศเยอะกับปงอภิวัตยังตระการแนวจุ่มนิ่งอย่างอ่อนนุ่มหายนี้ก็ยังกับบ้านจูบสมเพียจุ่มมวยหนึ่งนิสิตในวิชิสถานชีตบันดาลปัจจัยกติหากระทะอันทีทีไอแปะปอนต์ตันนังกาจับรำเรียนจุ่มนิ่งปัจจัยกติหายปุ๊กวัดยุลเคยท่ามีนตีปซาการเงี้ยละอ๋อ ชีพิเศษคือประคายกู้หายคลาสติสคือกวาดบานบังเกิดในมกดบอโดยคลุนไอแทมติดพองอะไรนี่ส้มเตอร์เทสนาปีการเลือกล้างระบอบนิสิตจำเนียงปัจจัยกติในขนมปิจิสถานชีตมโนบรรดาปัจจัยกติโดยต่อไป บ้องจะให้ได้บ้านจีจับอารามเรียนจุ่มเรียนนี่ให้กึศทาวิมีสระสำคัญอย่างไรยังการปีดามร้อยคือยังศึกษาตลอดจากโควิดไซในการปีวัดปฏิเชิดบ่อยยังยังมีกึศทาเมียนแต่ในสำนักได้ ยังไงมีหลักการการเงินบ้านฉลาดให้บ้องเมื่อเคยอย่างไม่ได้จมพัวการเรียนจุ่มเรียนปัจจัยกติไอ้เรื่องเวียสำคัญอย่างไม่สมัยปฏิยังจมพัวจุ่มเรียนปัจจัยกตินี่คือสำคัญของการปีวัด
từ lời bị chạy cái tết sầm nong thì vừa đẹp con đằng ca sáng sáng cứ lò nhưng bàn sạch sạch cho bà loa môn đằng ca sáng sáng chẳng hả bọn bà chọc xem vi bọn đạp ram hay khơi như dạ bê khỏi tràn tràn mà đi khơi bọn bọn để chiên đi sức khỏi khỏi nâng quạt chạp bà rám điên tràn này hay cái nông niềm kia riêng cho bó sẽ phải chân mạch đá nhà riêng chụp niềm chạy tế bờ dây bì thiệp bì môn đằng lấy cứ khóc nê tràn ca chụp nón nhóm đôi chìa miền mà chụp nón đôi chìa miền bà mạng bà tục ấy ta đọc pram bà tục ấy tại mà đọc bà chụp bọn ấy khơi tràn bạn bạn bà hay xà là dưỡng cô khơi quạt bàn sáng sáng kia là tràn kia bà tỏ tiệt nơi này càng nóng lắm vì tràn bình tên hay tràn tròn tiệt là lời bà trong nước là ở dụng chân dưỡng viên bông nẹ bà chạy cái tên ai bông viên bông kết thơ xâm khả bà nhầm trong đó còn miền chẳng ai còn còn chỉ một cái nhiều chất tục đạn này bị chạy cái tê rồi nhầm sầm lăng mới tới bẹp còn đang càng nghe bị chạy cái tê chạy tông đang càng nghe sầm lăng dưới nơi khoa cho lọt chất đạn hỏi ở các càng nghe sầm lăng còn còn miền chất đạn to tiền đài vâng mời khơi tha ở chấm ní anh càng nghe từ lớp này bị chạy cái tê nó về miền sẽ là sầm khăn chè sầm đẹp ổn có thể về miền sẽ là sầm khăn bọn để xe tay bị tê dưới cứ chi bị tê môi đai cặp bông áp bị chàng chân tẹt tôn cho mùi nâng ở vị sai sầm nón à kia rồi có phượng ấy cứ vía ở cặp bông tai đi chầm ràn chàng chân cứ nhung cái thang vị sai nâng lọ hay một chiếc cứ xem đẹp côn sợi cứ quan a phơ ca ban đôi bờ rõ hơi ở trong nghề thang tiếp hiệp tiệt hay ở cả tiệp xa càng nghe lọ chàng ở cả tiệp xa càng nghe lọ hay ở một chiếc cứ ở trong nghề thang ngay hàng mốc cứ đi chầm ràn khang mình tên tẹt tôn cho mùi nâng ở akisni để xa ta tế dương cứ thở ca phơn bữa xanh chỉ ấp phơn cứ ấp cao tại vòng ai bẻ khai cua cu sầm vòng dạ bẻ khai cua thay em tiệt vòng nơi chùm nón vòng miên thì sệt này đi chờ nè riên sầm đẹp chùm nón bao nhóm cứ miên ở mặt thế này phi nè ai đà chắc là lời mệt đá sầm đẹp ở lời chưa nào để xa ta mua nhóm ấy quát sầm lạnh khang đằng đài chân tròn sầm đẹp niêm khung to để xe niêm khung bờ lỗ khung càng nghi nâng tăng vì pin pon đập hẻm mèo chàng chân nhung sôm trang nghề thêm nay non pon pon khỏi khỏi ai quát bờ sân chỉ quát sầm lạnh quát công cất thêm phe chia này rồi co chia bờ hơi ai quát lực tập chất ai quát vừa office smart tập hiệp chân cứ quát ai chốt chơi ban đôi bong bong ở bờ đó đài chân công cất thêm khuôn dương chia sợi dương lại hiển khang sầm nón được co akisni ban cứ ở đây để xa càng nghĩa cứ từ lùng từ liền miền tây hay ở khang phần này sợi sợi cứ dương ai vừa ban đôi chia bờ đó đài cha bong mấy sầm đài đi chỗ ba miền bờ xa hai vẹn phòn tận nâng chụp niệm bị chạy cái tên sầm khăn na hai đôi chia chụp niệm akisni ấy sầm đài cứ bàn lực làng tràn trong chụp niệm bao dương nhưng mấy đai bán sẽ đập nơi anusa nâng bờ xa đập quân phu bờ sầm đài đi chỗ khơi thác quạt miền giật xa lõ nông ca đầm rong tư giúp với chôn dương nằm bay hai con quạt xoay rô tiếp xa càng nghe sầm rập nằm bay để dương phải chọc pika sát xa tới hai ở trong lúc dương khơi thác chủng niên bỏ bóng nghe sư nông ca rô càng nghe sơ bồ tiếp xa phù chìm nên dạy cái tết group chìm nên nhận ó tam rung chạy xa kia nhận ó sật rời cả chẳng ở đáy khóa bàn để chẳng sơ bồ tiếp xa và phải gót có tự tui dọa bàn của xóm và chạy cái tên chìm niên chạy cái tên này việc sầm khánh đôi dương mơ được hàng này lô hàng lệch ấy cứ kê riêng chìm niên lại nước khàng chắc bàn tê kê áp hiệp bọt khàng chân dương dương trâu ta mơ cũng rù bọt kê nâng khơi miên ca đi chìm ràn chẳng chạy sẵn ấy tam sẽ làm chạy cái tên thì mùi cứ sơ bố sẵn thì sật chẳng còn chạp chìm niên lại nâng á nè bạn chụp vô ca được năm bao rót thả ba được coi bây giờ bao sầm đầy cho ban được làng chứ thà sầm đắt ban bắt đầu sầm khán nên từ lưới ca bắt đầu mà đa chụp đi chạy thêm chỉ chụp vẽ hái nâng bắt đầu chun từ đó thì sẽ cây cỏ để quạt ai riêng người ta được không làm bị bỏ phải bấy nhiêu mà liền làm sai nè quạt ai từ tu ban ca bắt đầu đá hái minh thả bị cá lực tất chật và thay tiền chẳng bao mơ khơi bị ca rồi chật đạo bao đi quạt thả ba dạng mạch đá chầm cua dụ chôn dương được coi chầm cua vì sai ca nghiêng đồng đồng đam chẳng nói những cử lõ mình ấy tha quạt ái chuối từ đó nẹ đại quạt trong riêng này nứng còn mặt tay quạt ăn nên là hiểm trong dịp này mua không cao và đo và đa thôn thiên mà nô nó cảm chia dương khẳng thiệt vật tư riêng ấy có lõ đấy còn tay ba giờ bán vật tư riêng của bông ạ phi vọt những tờ ca thôn thiên mà nô hôm nay chạy tới tra ấn hay dương của bông ta đa từ căn đa từ đó bị say này chúng ta cám buôn chạy sốn cứ chưa bị say tụm nơp chúng dương tư tài riêng chấm niên chạy tế ở bán chân áo cứ lo mình tên sơ bộ tiếp xa bà tôi đã xin kính chúc nơi khung núi sập đàn nhị đá sập đại gia kẹo muha sena và đại địa châu hình sáng có ba thành chơi chia thập đại phiệp đó phong phú nơi khung bị thi bạc cô xây nhà bạc chun tự đo nhị sật
nơi vị trí tham bạch chạy cả vị trí cả vị trí rồi dừng hạ cả thật tịch nổ chả cứ chương buồn buồn nhé hơi nâng sầm phốt là kia sắc xa thông mây chùm nôn bì khăn nông nơi khăn nông ở cả nô xâm đại địch cho hôn sáng có bàn thay lãnh bì vọt tạng nạp hiếp khăn nông vị xài áo rộng nơi khăn nông bà tế Campuchia đại cho lòng bình chàng bì ca đi chùm ra nơi khăn nông bà tế dưỡng đại chùm nón môn miền tích tuyết nà đại dụ vị chôn dưỡng bàn bình chọp nơi thay nạp bà nhà bắt bà tái nì bê bà chụp bọn đi nì sân rộp mơ nẹ khăn nông hai nít cứ đời xa tại cả ta sọc xăm để phim nâng cả phì vọt nâng nông bà tê Campuchia dương đài. Cảm ơn bình ní ở với đại dương bàn mơ khơi nâng chùm nội mũi tiết đại sập xa xâm đạch bàn lược láng. Cứ xâm đạch bàn bà chạy tha xông cùng khai nâng nông ca chùm nái đám tôn tờ lơ ca vi nình dốc lơ vi xay áo bồm sọc xa thị cá. Đại ca vi nình dốc tờ lơ vi xay ní cứ tự tu bàn nơi là tập hòl thông ná cứ thôn thêm mà nụ. Đại chỉ cả ta chùm rối nơi phim thôn mòn nơi sẽ tất cả những sản phẩm hầu giờ đi ra tháp bị bà Campuchia cứ chủng rối từ lỡ cao vi nhiều lỡ hết thà ra chân sản phẩm tiền răng nâng tuần tiền răng nó cứ sầm tai trong bắt đầu từ lỡ cả sang sang nữa kia cả bấm bẹ nữa xong bẹ và chạy cái tê ấy tùm nướp sầm rạp cả sắc xa hơi từ lỡ ra chân sản phẩm tốn cứ bắt đầu từ lỡ thôn thêm một nụ nị ảnh đại sầm tai đi chỗ bàn bên chẹp phòng đá bẹ quan từ nâng chủng nội đi xôm tesla nơi bắt sát bảo sầm tai đi chỗ đốt tay อาเกียปีประแทมติดแต่มานสร้างซ่องแต่มีนจำนวน 93 ประตูขนองนงอาเกียสากุ้งมักนองแต่มีนกระโปงกับประจัน 93 ประตูไฮนึงอาเกียวิศวกรรมสำนองมักนองจำนวน 20 ประตู จังเทนิชื่อเฮทารัจนาสัมปันภายในเรื่องสำหรับบดอบดาลภายในตุนคือทวนเทียนมรุกนี่ไอ้จังยืงกับปุ่มใต้จมรุ่งกาวิยุกแต่เลอเฮทารัจนาสัมปันต่างเรื่องต่างตุนตุนหนึ่งแต่ช่องช่องตุนนั้นเป็นเมียนชราปันได้ทุนเทียนมนุษย์ ก็ชื่อเฮทาราชราสัมปันภายตุนมวยได้แต่ยืนกระโปรงแต่ยกชัดตกดักหายกาก็สร้างระเบียบนี้เวียบังการเอาเมียนกาสรบยกกันแต่ชาในจำนวนเสาะนังกัดปะทอยกาคือการเรียนในสักจำนวนชราเชื่องกากรรมตามกรุกระสอบตามกรุกระสอบหากสมโยกการนี้ ออกคุณจมวยนังกาจมนวยอุปธรรมแต่ทุลานดาวจะเนื้อกี้อภิวัตอาซีรวมนังเทวิกาปะดิพิระบาริราทัตวายึงตรึงเฮียนจำนายตื่นเลือกาสร้างซ่องอักกีสักษาวัมเปียปาริคาถอยบานหลอดามใบจมรุ่งกาวัดคนเทียมมนุษย์ระบอยอยู่ ในครอบครัวคันตูเต็มประเทศเราอยู่ยืมเบี้ยนาเกียสักซาชั้นนะได้เมียนดำไล่รอบป้อนเลี้ยนดอลล่าเดือนอัตรายคือส่งไปแต่หมักช่องเปิดดาวการจะเปสกะกรรมปมมวยป้อนกิโลเมตรในตามรถยนต์คือไปรถจำนายประมาณจุดบุญร้อยเลี้ยนดอลล่าสำหรับการก่อสร้างณปะท้อม ขณะอนุวิทยาลัยนวิทยาลัยวิทยาลัยจังยืงกงคลาจะมวยนังกาจำนายดำต้นสำรับกาวิดิโอหรือกาปรวดาทุนเทียมลงจำนายนี้เพราะยืงตรกาเอาเสื้อเงินสกปรกหล่อยืงตรกาเงินเพียบกดมุดในกาสำรับเสื้อนังสำรับครู หรือศาสตราจารย์น้องกาบุญดีตัวแต่สิกิจุนวัฒนพิบในวิสัยอบรมในขนมปฏิกรรมจีบบ่อยเยอะเยอะเคยทาระยะไปปีนัดจงกล่าวนี้คือกระทรวงอบรมบานเพื่อกำหนดตำรงแต่เลยวิสัยศึกษาธิการหายขนมนุกกัดสมกอดได้ทาคือมันตรมตายกำหนดประชุมศึกษาหรือก็กำหนดดำศึกษาเต้บานเพื่อกำหนดตำรงอย่างละอได้ยื่นตัวบานในทุนเทียนจีเรียงรอยฉน้ำคือทุนเทียนในบานบรรจับ
การศึกษานุคือปกติบานโจลแต่ทวีการเงียนในนงทีปสาการเงียนในนงประเทศกัมพูชีหายคลาดก็มีระดับเพียบจะเจนแต่บังเป็นการเงียนในกราบประเทศไทม์เทียดแต่นี่คือบางแห่งอันปีจุ่มเงียนอยู่บ่อยจึงได้บัตรหล่อคุณน้องนิคชุ่มส้มจุ่มเดียบจุ่มได้อยู่จุ่มบ่อยจึงได้กวาดชีนิสิตได้ศึกษาในวิจิตรธรรมปัจจัยกัมพูชีกับบ้านเมืองเคยปีการยกจิตตกต่างระบบที่รัฐบาลกัมพูชีแต่เลยการบรรดาบรรดาทุนที่มนุษย์หายปกวัดคือจับอารมณ์ทาปัจจุบันนี้คือตระการในเนื้อจุ่มเลี้ยงเนื้อปัจจัยกระเตะครั้งนะรวมจุ่มมวยหนึ่งมุกวิเชียหรือก็แก่หาทาจุ่มเลี้ยงมวยจุ่มนวลคือมีตีปซาการเงียคลังได้จีกาจุ่มรุ่นดอสำคัญในขนมการอภิวัตระบบปฏิจิตอะไรนี่ส้มแต่เทศนาปีการเลือกลาระบบนิสิตยึดโดยต่อเติมจะรวมรัฐบาลบางโยจะตกหนักกลัวตะเลกาอบรมจะสไนเลือกกระทรวงอบรมปงกำปงแต่รักมันตั้งในการอบรมตั้งปีถนัดเตียบแล้วโฮมาเดอร์สกอร์บิเชลัยนั่นคือมีการรักมันตั้งเฉินจึงมุนจึงจนวันนานาตั้งปีปอนดับบูยังดังให้การชนะปีปอนดับบูนั่นคือจะชนะได้ประลองตั้งจังเมื่อในท่ากวาดจับนำรักมันตั้งให้ดำใบเอดำใบเอาประเทศบ่อยเยอะมีการรีจิมร้านคางวิสัยอบรมจัดสร้างโดยคางจำเนียนมวยนั้นคือจำเนียนได้สำคัญได้สำเนียสกปรกประเทศโบราณบ่อยเยอะจะให้จัดสร้างด้วยเงินสลายจังก็เยอะเมียนอุปกรณ์ตุ่มเนื้อสำแบบเอาดิสัตโครงการศึกษาเมียนในไงให้ศึกษาเหม็นทาโจตะแล้วไปจัดสร้างโดยเนื้อติโนจังก็เมียนการรีเสิร์ชแปะปอนนั้นพอการกายชนายผลิตภัณฑ์แบบปอนนังเมโรกอะไรนั่งสลาบานบดดอบดาเชิญแบบปอนนังวิไซนังจังยมเมียร้อมทางยมเมียนโมตนาเพียบตีมุ้ยยมสลายสลาติโนได้สร้างยมกลมน้องยมจองโจสลาติโนตีปียมจองเหียนทางวิไซนังจังไอได้ยมจองวิบานไอได้ยังจองบานเฮ้ยรองไงยังเพื่อค้างภายในนังเตียนจังยังยมกระทายมอาโจรวมจำไนขนมสังกมบ้านเฉินได้ให้ยมนังเหมือนต่อค้างไปใส่นังเตียนให้เอาไปสร้างบ่อสำหรับจะโจมันนังโลกบ้านเลือกล้างทาเศรษฐกิจระบบประเทศมวยหรือก็แกอาตาพิบริจำร้านในเศรษฐกิจมวยคือไปแต่เหลือทนเทมันดูขนาดบ้องโยคนเหมือนกันเวียเจอภาษาบากดกับประเทศตรงเต๋อผัวทนเทมันดูคือสำคัญลำใบยังตืออภิวัตการเงินในบ้านเราดังใบเอริจิมราในประเทศกัมพูชายืนจีบเซจำในห้าบ่อยยืนในซาจำในห้ายืนแล้วก็มีน้องโจให้กับประเทศฮ่องสโลกก็มีชราในจังบริษัทเดียวในสัตย์ยืนก็มีจำในข้างนั่งเชิญจังการกัดปะทอยน้องโจจำในห้าก็รอได้จังในทางประเทศกัมพูชายืนไอ้ประเทศประเทศพ่อคนนั้นลูกฮ่องสโลกให้ก็ลูกบ้านจังตะกรายได้จังเลือกล้างจุ่มโรยยาหยุดจนยังเรียนจุ่มเนียนภายในวิทยาศาสตร์ปัจจัยกับชีวิตสภาพการดึงช้าในบุปผาเยอะยังตระการแนวจุ่มเนียนสำหรับน้องกูน้องพนัมพยาเออตือสะโอนกอดบานดังทาเกมีจะในฮักเวียจีสระสำคัญแน่ให้มุ่ยเตี้ยการเงียกสบโบให้กอดดำเนินการตีพักกอดเถื่อการนิสิตช้าได้สำหรับตือบำราการเงียนตามรงจะตามไอกระจนจะเชิญพวกดมรายการก็เชิญเหมือนแต่จุ่มเนียนแม่กันเด็กนั่งสำคัญเนี้ยโอ้กระทาสำคัญเนี้ยสมัยประเทศเยอะนี่กระทาเวียสำคัญคลังได้บ่แต่ชาจุ่มเนียนน้องยังไอช่วยบ้านเชิญภายในเวียแต่ต้องจุ่มมวยด้วยเจือคางล้านกับยังช่วยบ้านทางอุตสาหกรรมด้วยเจือคางไอเซมเซนเดียดยังไอช่วยบ้านเชิญก็ด้วยเจือประเทศยังกับปงได้อภิวัตนั่งจุ่มเนียนนั่งช่วยยังไอช่วยอยู่ชนยังแต่ไม่ไปเรากางเงียบเฟ้อก็โดยเฉพาะช่วยรอสังคมอย่างมกตาเลื่อนตะมกบางสายเตี้ยบอกการโยเคยบอกยิ่งจำพวกรอทายมาคือเมียนกาอาบิวัตละอกำลังแต่งเพลย์แต่งสลาเรียนแต่งการศึกษาหนึ่งการเฟ้อกรรมทีเซงเซงไปเรียนส่วนเมียนซอมเรียซอมสอบโดยเฉพาะในประตูปีเซาประตูกองเตอร์ให้หนึ่งหงเชียงเซงเซงไหนยังไงบิวัตจะแสดงนั่นเหมือนคำท้าพระองค์ก็โดยเฉพาะก็อุ่นจำนวนถอยได้เจ้าบารมทางจำเนียนทางไม่กันใดนั่งปัจเจียนเป็นสาระสำคัญนะสำหรับพวกก็โดยเฉพาะสังคมเชียด
ចាតរតាសិកជននីតិការលើកឡើងរបស់និស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាហើយនៅក្នុងនោះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថានៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគឺជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សរបស់យើងទៅលើវិស័យសំខាន់ៗចាទៅលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវិស្វកម្មហើយក្នុងនោះដែរគឺវិទ្យាស្ថានមួយនេះ ទៅតែសាងសង់នៅអគារសិក្សាថ្មីចំនួន2ខ្នងដែលជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងដែលបំរើឲ្យវិស័យអប់រំនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានេះហើយក្នុងនោះនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនបន្ថែមដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអគារនេះគឺជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយគឺទទួលបាននៅថវិកាហិរញ្ញប្បទានប្រមាណ11លានដុល្លារពីធនាគារ អភិវឌ្ឍអាស៊ីសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងជំនាញដើម្បីភាពប្រកួតប្រជែងរយៈពេល5ឆ្នាំហើយគម្រោងនេះគឺគ្រប់គ្រងទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងវិស្វកម្មចំនួន6ទៅលើវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានេះរួមមានដូចជាសំណង់អគ្គិសនីអេឡិចត្រូនិកកម្មន់សាលបញ្ជីលោហៈកម្មន់សាលមេកាត្រូនិកកម្មន់សាលគីមីឧស្សាហកម្មហើយគម្រោងនេះសាងសង់នៅអគារ2ខ្នងអគារទី1គឺមជ្ឈមណ្ឌល សហគមន៍ចំណេះដឹងដែលមានកម្ពស់7ជាន់ 78 ម៉ែត្រទៅទឹង 21 ម៉ែត្រ កលាផ្ទៃគឺ 7047 ម៉ែត្រការ៉េចំណាយថវិកាអស់ជាង 3 លានដុល្លារ ហើយនៅក្នុងនោះមានអគារមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មសំណង់មានកម្ពស់ 3 ជាន់ និង 20 បន្ទប់ មានបណ្ដោយ 28 ម៉ែត្រនិងទទឹង 14 ម៉ែត្រហើយកលាផ្ទៃសរុបគឺ 1738 ម៉ែត្រការ៉េចំណាយថវិកាអស់ជាង 1 លានដុល្លារអាមេរិកហើយក្នុងនោះនឹងមានបំពាក់នៅសម្ភារៈពិសោធន៍សម្រាប់ជំនាញចំនួន 6 ដែលទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណ 5 លានដុល្លារអាមេរិកហើយរួមទាំងការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅជំនាញទាំង 6 នៅក្នុងនោះផងដែរហើយសូមជម្រាបជូនដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនៅក្នុងអាគារនេះ គឺមានការបំពាក់ច្រើនណាស់ជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធអប់រំថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងវិស្វកម្មនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើននៃបរិមាណនិស្សិតចុះឈ្មោះនិងតម្រូវការគុណភាពបណ្ដុះបណ្ដាលពីវិស័យឯកជនហើយអគារថ្មី 2 គឺរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាបន្ទប់ពិសោធន៍មានបន្ទប់សិក្សាកុំព្យូទ័របន្ទប់សិក្សាសាលសហសិក្សានិងការិយាល័យធ្វើការសម្រាប់បុគ្គលិកអប់រំជារួមយើងក៏សម្គាល់ដែរថាមានការបំពាក់ទៅនៅសម្ភារៈពិសោធន៍ទៅលើជំនាញ 6 ដែលរួមមានដូចជាសំណង់ស៊ីវិលអាកាសនីអេឡិចត្រូនិកមេកាត្រូនិកបញ្ជីលោហៈនិងការកែច្នៃចំណីអាហារហើយសម្ភារៈពិសោធន៍នោះគឺជ្រើសរើស ដោយគេហៅថាដោយធានាឲ្យមាននៅភាពស៊ីសង្វាក់ទៅនឹងកម្មវិធីសិក្សាហើយធ្វើយ៉ាងណាគឺរៀបចំកែតម្រង់ដោយបំលែងពីកម្មវិធីសិក្សាដែលយើងរៀនតាមបែបមុខវិជ្ជាទៅជាកម្មវិធីសិក្សាដែលរៀនតាមបែបកញ្ចប់សមត្ថភាពចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលនាងខ្ញុំចង់លំអិតជូនដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអគារសិក្សាថ្មីចំនួន2នៅក្នុងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលត្រូវសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្នុងសប្តាហ៍នេ
ដែលគឺទៅលើការអភិវឌ្ឍទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងនិងទុនរឹងនោះគឺផ្ដោតទៅលើអគារសិក្សានេះឯងដែលឡែកទុនគឺផ្ដោតទៅលើធនធានរបស់យើងដែលយើងផ្ដល់នៅជំនាញច្បាស់លាស់ជូនទៅដល់ពួកគាត់ តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅគ្រឹះស្ថានសិក្សាជាច្រើនទាំងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារបស់រដ្ឋនិងឯកជនដែលកំពុងតែបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះតែសិក្ខាជននៅក្នុងវគ្គដំបូងនៃកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយយើងត្រឡប់មកជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គទី2នាពេលបន្តិចទៀតនេះ